Đến với chiến khu Silver chung thì chiến khu Silver chung thì chúng ta sẽ coi từ bán kết. Nếu mà bán kết nó nhanh quá thì anh em mình sẽ coi dòng chung kết luôn, để mất công thì nó sẽ bị out clip. Hello boy, mới đi làm về à? Rồi hôm nay vẫn cơ mực, rồi xin thưa với anh em, vẫn cơ mực, vẫn có người chơi cơ mực nha mấy anh em, vẫn chơi cơ mực nha. Bên server chung hiện giờ vẫn có người chơi cơ mực Gigabyte, vẫn còn cơ mực. Đây để tôi ra tôi mở cái âm thanh to lên một tí, tôi giảm âm thanh này cho tôi nghe mấy ông mẹ nghe cái tiếng bắn tinh trùng của con zombie man. Đây mấy ông, để tôi chỉnh màn hình tí nha, nó sẽ giật một tí nha. Đó, mấy ông sẽ được xem cái tiếng bắn, mấy ông sẽ được nghe âm thanh của con zombie man SSR cộng. Nó hơi to hơn tiếng của tôi nha, nhưng mà mấy anh em nghe sẽ sướng hơn. Mẹ, một trận chưa tới 2 phút à. Thôi để tôi gom lại nha, tôi quay 3 trận chung một video luôn nha. Tôi quay 3 trận chung một video luôn nha mấy anh em, chứ quay thế này thì một trận nó có 2 phút xong mà. Một trận nó có 2 phút xong chứ tôi quay 3 trận tôi gộp chung luôn á. Tôi quay 3 trận gộp chung một cái video cho mấy anh em coi luôn, chứ một trận có 2 phút mà coi làm gì. Đăng mấy con mấy anh em chửi kêu đăng spam nữa. Rồi trận chung kết server chung quay đúng nhanh luôn. Rồi trận chung kết chiến khu server chung, hai bên coi gì đây. Rồi hai bên coi đi cây, rồi hai bên coi đi cây thì dễ coi. Không, anh dùng Android mà.
Anh làm gì có iOS em, anh cũng bắt mà xài điện thoại. Điện thoại anh đâu có chơi game được đâu, anh mới chơi trên giải lập đó, chứ ngồi online trên điện thoại rồi. Còn cái thằng mà Trần Nhật Minh đó, cái thằng đang chat á, cái thằng Trần Nhật Minh là cái thằng đang chat, là cái thằng mà xài Mac nhưng mà nó xài giả lập Windows để nó chơi game đó. Rồi đó, xe vào chung đó, chỉ như đó xe vào chung. Bây giờ khi mà ra Zombie Man thì con Wii U Bat vẫn là chú tể thôi, éo cái gì để bình luận luôn. Game mới có 2 phút game mà.